Trong không khí cả nước hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, huyện Thoại Sơn kỷ niệm 200 năm Thoại Ngọc Hầu đào kênh Thoại Hà và 196 năm dựng bia lập làng Thoại Sơn để tạo khí thế vui tươi cho nhân dân trong những ngày diễn ra lễ hội văn hóa truyền thống. Sáng nay ngày 25 tháng 4, Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thoại Sơn tổ chức giải quần vợt mở rộng lần thứ nhất năm 2018. Giải thu hút 34 đội thi đấu đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang. Các cặp đôi thi đấu với hình thức loại trực tiếp. Giải quần vợt mở rộng tại huyện Thoại Sơn sẽ được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho các tay vợt trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có dịp giao lưu học hỏi, tạo thêm sân chơi và cũng là nơi để các vận động viên chia sẻ niềm đam mê đối với môn quần vợt, đồng thời thúc đẩy phong trào quần vợt của huyện phát triển. Với tinh thần thi đấu đoàn kết trung thực, các tay vợt đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu rất hấp dẫn và sôi nổi. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp vô địch và quà cho các cặp đôi đoạt.